Hiện tại cô đã biên soạn cuốn ebook Cẩm nang chăm sóc da căn bản. Bạn nào muốn có nội dung cuốn ebook này thì hãy nhanh tay để lại tên và email, cô sẽ gửi tặng các bạn miễn phí. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của hệ thống đào tạo MGK IDU. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Duy, hiện đang là giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn chăm sóc da và điều trị tại hệ thống đào tạo MGK IDU. Thì video ngày hôm nay cô sẽ dành thời gian trả lời những cái câu hỏi mà các bạn comment trên những video của cô. Tiếp theo câu hỏi của video ngày hôm nay, cô xin trả lời câu hỏi của bạn Huyền Baby đặt câu hỏi với cô là: cô ơi, em năm nay 21 tuổi rồi mà mặt em hay bị lên mụn thì có nên dùng kem dưỡng trắng da hay không ạ? Bây giờ cô sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi của bạn Huyền nha. Thì trừ khi mà chúng ta bị về cái vấn đề mụn, khi chúng ta bị về cái vấn đề mụn, thứ nhất là các bạn phải tìm ra cái nguyên nhân mình bị mụn là như thế nào. Thì những cái bài học trước cô đã giải thích rõ rất là kỹ về những cái nguyên nhân hình thành mụn của các bạn. Có rất là nhiều nguyên nhân, do nội tiết tố, do vấn đề lạm dụng mỹ phẩm, do vấn đề vệ sinh da không sạch, vân vân. Có rất là nhiều yếu tố để nó gây ra cái nguyên nhân hình thành mụn của chúng ta. Và khi các bạn bị mụn rồi thì các bạn phải nên điều trị ha. Các bạn phải nên điều trị mụn trước. Bởi vì khi mà da các bạn đang mụn là cái vấn đề da chúng ta đang bị tổn thương. Nó rất là nhạy cảm, nó rất là nhạy cảm. Mà các bạn lại kết hợp dùng những cái sản phẩm khác nữa, nó không phải là một cái sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn đó, thì nó sẽ vô tình gây ra cho da chúng ta nó dễ bị kích ứng, dễ bị nhạy cảm hơn với những cái thành phần đó, và nó làm cho lỗ chân lông chúng ta nó không được thông thoáng. Bởi vì cái da nó đang bị mụn thì là cái lỗ chân lông nó cần phải được thông thoáng thì chúng ta mới được điều trị mụn nó có hiệu quả được. Vì thế khi da bạn đang bị mụn, cô khuyến khích các bạn là thứ nhất chúng ta nên vệ sinh da. Vệ sinh da sạch sẽ đúng cách, đúng quy trình trước tiên giúp cô. Rồi bên cạnh đó các bạn giữ ẩm. Giữ ẩm là các bạn sẽ chọn những cái sản phẩm mà nó mang tính chất, cái chất dưỡng ẩm đó nó thẩm thấu, nó mềm, nó mỏng, nó không có mang tính chất là đặc để làm cho lỗ chân lông chúng ta nó bị bí tắc ha. Rồi sau đó chúng ta có thể điều trị mụn, các bạn có thể đến những cái spa uy tín hoặc là đến những cái bác sĩ da liễu. Nếu mà vấn đề chúng ta bị mụn do nội tiết tố hoặc nặng thì các bạn có thể tham khảo những cái tư vấn của bác sĩ để mà chúng ta điều trị vấn đề mụn của chúng ta trước. Rồi sau đó, sau khi cái da chúng ta nó khỏe rồi thì các bạn lúc đó các bạn tha hồ các bạn dưỡng trắng gì đó thì nó mới mang hiệu quả cao. Còn khi mà da bạn đang bị mụn mà các bạn vô tình các bạn đưa những cái dưỡng chất kem dưỡng trắng hay là vitamin gì đó vào trong da thì nó giống như là các bạn tạo một cái môi trường thuận lợi hoặc là tạo một cái nguồn thức ăn để mà các bạn vô tình các bạn nuôi dưỡng những cái con vi khuẩn nó đang gây mụn trong lỗ chân lông của các bạn. Nó là môi trường thuận lợi để mà vi khuẩn nó sinh sản nhiều hơn. Nên đặc biệt là đối với những da bụng mụn, ngoài sản phẩm làm sạch da, ngoài sản phẩm hỗ trợ dưỡng ẩm thì và chống nắng ra, thì tất cả những sản phẩm dưỡng khác thì cô khuyến khích các bạn không nên xài trong giai đoạn chúng ta đang điều trị mụn nha. Bởi vì da nó rất là dễ nhạy cảm trong giai đoạn này. Thì đó là câu trả lời của cô dành cho bạn Huyền Baby. Thì nếu bạn có thắc mắc gì hơn, có vấn đề gì không hiểu thì có thể comment thêm vào video này, cô sẽ hỗ trợ trả lời cho các bạn tiếp nha. Rồi bạn nào đang xem video này của cô mà có muốn đặt câu hỏi gì cho cô thì hãy
đặt câu hỏi comment ngay dưới video này, và hãy giúp cô nhấn like và share để mọi người có thể cập nhật được những cái kiến thức trong cái việc chăm sóc da, trong việc làm đẹp của mọi người nha. Cô xin chúc mọi người một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mọi người.